Trước khi mà chị Huyền biết đến Huy thì chị Huyền bị đau gì chị Huyền á? Được khi chị biết đến hồi thì chị đóng đâu Dạ. đâu mà đóng nửa đâu mà đi đóng lâu rồi. Dạ. Đóng cái con chị nó nhỏ đó, đóng cái con chị nó nhỏ nó đi học cấp một mới vô được, không lắm không 7 tuổi đi đóng tân nửa nặng mới đó. Dạ. Rồi. Xong đó là ngoài đau đầu ra là chị Huyền có bị đau gì nữa không? Thì chị Huyền là có nghĩa là cái bệnh đau đầu là có nghĩa là thường xuyên, Dạ. Yeah. Xong rồi có hồi nghĩa đó là chị có bị mất ngủ không? cũng cũng có lúc đau, cũng khởi đánh thủy đau, cũng mất ngủ khó ngủ. Dạ. Yeah. Xong đó là chị Huyền biết đến Huy rồi á thì cái tình trạng của chị Huyền nó được cải thiện như nào rồi? Cái tình trạng của chị Huyền thì cải thiện thì rõ rệt, tại vì đó uống đúng thuốc, cũng đúng thuốc thì tình trạng cải thiện rõ rệt, thì giờ không đau nữa, uống thuốc quý thì Dạ. không đau, con ngủ khỏe mới đi ngủ sâu chất, Dạ. nó đi dày ngủ, Dạ. cho có cái tình trạng đau đâu thì cải thiện, nó cho đau luôn, nó trống thấy luôn đó. Dạ. Trước trước khi mà chị Huyền uống cái của bên Huy thì chị Huyền đã dùng cái gì chưa? Ô, nói đấy. Trước khi mà dùng chỗ dùng thuốc bên Huế thì đừng có nói chuyện, nói chung là cải xoăn đi đâu đâu là để xin thuốc chị Huế, tại chị Huế là dự trữ thuốc đâu đâu ở trong nhà, thuốc tẩy cũng kính thuốc các kiểu luôn. Dạ. Thế là hồi 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 xưa mà chị Huyền uống mấy cái đó thì nó có đỡ không mà chị Huyền lại lấy thêm sản phẩm bên Huy để uống? Mấy cái đó thì nói thật vì hồi cho nó có đờ chứ mà có nghĩa là đờ tạm thời thôi, Dạ. đờ tạm thời rồi là sáu là mình chỉ ngưỡng mộ nghịch bơ hết đau lại lên à. Dạ. Thế là chị Huyền uống của cái của sản phẩm của Huy ấy, thì bây giờ là chị đỡ được lâu chưa? Có nghĩa là mình khỏe được lâu chứ chị? Mình khỏe từ từ cái hồi tháng chiến của năm nấy đến giờ là chị đang khỏe đấy, không đau không được chứ cả cái gặp á, Dạ. tùy Yeah. chỗ uống thuốc ngoài mà chưa biết đến sản phẩm của mình, đi xe máy tham gia giao thông mà một ngày vậy thì hắn đau đau mấy ngày này, bệnh như là có tới mà bị thối người để cái bệnh đây đau đâu chứ ạ, còn người ta Dạ. thoải Yeah. mái. Dạ, thế là hay rồi. Có nghĩa là bây giờ tháng giêng đến giờ thì cũng được mấy tháng rồi ha. Mà Huy hỏi này, hồi trước mà khi mà trước khi chị Hường uống thì chị Hường có lo lắng gì không? Hay là mình có sợ anh có ngại gì Trước khi uống thì chị Huyền vẫn lo lắng, là vì không? đó là tính chất của mọi người, là vì nhiều cái nhà thuốc trên mạng là vẫn vẫn sản phẩm vẫn không tốt, cho nên là Dạ. họ cứ nói là mua trên mạng là bị lừa, và Dạ. nhiều đau quá rồi, đau quá rồi, là đau đến nỗi là chảy nước mắt ra, đau bên vô là bên nội chảy nước mắt ra luôn, Dạ. rồi là bỏ khỏi sản phẩm của ấy thì chơi thoại tín thường thì chơi bỏ, chơi khi đau bỏ thì chơi vẫn người là thường thôi, chỉ Dạ. thử nếu không nếu đã thối thì càng tốt, mà không thối thì cũng phải chịu, Dạ. nhưng uống nó có nghĩa là nó đau là đau chạy chứ được, nhưng mà Dạ. uống bữa đầu tháng bữa thứ hai cái đờ tháng bữa thứ ba cái khỏi luôn, nó khỏe luôn, tự nhiên nhẹ tránh cái đau là nhẹ, tự nhiên cái mà tránh đau khỏi chứ á. Dạ. Có nghĩa là hồi đó là trước khi mà chị uống bên Huy là chị uống nhiều nơi rồi. Nó chưa khỏi mà xong rồi thành ra là chị cũng hơi lo đúng không? Nhưng bởi vì đau quá chịu không nổi thì cứ vớ đại cứ uống đại đi đỡ tốt không đỡ thôi đúng không? Đi dùng đài thấy nó là chơi lại, thấy nó là chơi lại, có nghe nó hoảng đó, chơi có nghe Dạ. nó chơi chơi và nói với ông cha nha, chơi nó đợt đi thôi thì mẹ cứ lấy đồ thân hủy đấy mà được, có nghe nó khi nợ chơi mọi kết bạn bị hủy thì chơi Dạ. nói thôi ta cứ bảo ta lấy đồ thân hủy này cũng mà được á, thì là ta khỏi thì đi về, mà lại cũng được thì ta đi về ta cho vậy, nói chứ cuối cùng là uống thuốc hủy là thôi thôi luôn, nó phải đậu là Dạ. chứ mà mình có ngoài mà chứ mà phi thối người chứ nó phi thối. Thế thế là bây giờ chị Huyền mà khỏe như vậy rồi thì chị Huyền có lời khuyên gì đối với mọi người không? Bởi vì có nhiều người đau như chị Huyền á, chị Huyền có lời khuyên gì không? Chị Huyền thì có lời khuyên, chị Huyền vẫn khuyên nhiều người chứ ai mà kêu đau đâu là chị cũng hỏi ai hỏi để đau hiện tượng có giọng mình cũng để khuyên họ mua thuốc phụ huynh để phục thật luôn, thật Dạ. sự đó thuốc cái đợt đau người đã đội vì nông dân thì nó mình nghe một lọ thuốc trong mỹ thì nghe nghe cậu đặt, nhưng mà đặt chứ mà lì đặng đúng tên bắt gạo chứ có phải đó, uống thuốc tẩy uống thuốc một tuần uống biết bao nhiêu hoặc là một tháng mấy lần thì cũng bằng Dạ. hợp hơn nó khi uống thuốc mới đó.
Dạ. nhiều cái tôi mới lì không hiệu quả. Dạ. Ok. Anh ai có bệnh giống chơi nó chơi vẫn khuyến là uống lợi thuốc khuấy uống vừa an Dạ. toàn vừa hiệu quả vừa được lời nhiều đường chứ nhiều khi người thì dẫn ta đi tại vì không có tiền đi nói là thuốc đắt Dạ. nhưng mà thực tình theo chơi nó chỉ nói không đắt nó hơi đắt Dạ. uống mất hiệu quả là không hơi đắt mới lì rẻ nữa mới lì khỏe nữa chứ. Dạ. Ok. Thế là chị Huyền vừa mới giới thiệu Huyền vừa mới giới thiệu cho chị Huệ ở Sài Gòn là em gái của chị Huyền á. Chị Huyền hiện tại là đang ở Nghệ An đó mọi người. Còn chị Huệ là ở Sài Gòn. Đó thì chiều hôm nay là chị Huệ vừa mới gọi lại cho Huy để lấy sản phẩm rồi. Rồi thì thế thì cũng cảm ơn chị Huyền đã dùng khỏi và lên chia sẻ lại cho mọi người nha. Chị Huyền này là dùng khỏi lâu rồi mọi người ạ. À, sau đó là bữa giờ không có chưa có kịp mà phỏng vấn, có nghĩa là hai chị em thì thỉnh thoảng vẫn hay nhắn tin với nhau, hay gọi điện, nhưng mà chưa có phỏng vấn thì bây giờ là hôm nay là chị Huyền cũng rảnh, có nghĩa là xong việc rồi sau đó là xin chị Huyền một tí để mà phỏng vấn chị Huyền, để mà chị Huyền có ít lời chia sẻ để những cái ai mà bị đau đầu mất ngủ đau vai gáy á thì chúng ta có thể dùng cái sản phẩm này nha. Cho nên là những cái anh chị nào mà đang còn bị đau đầu mất ngủ đau vai gáy, nếu mà chúng ta bị cả bốn vấn đề đó, đau đầu mất ngủ đau vai gáy tê bì chân tay thì nó sẽ giải quyết những vấn đề đó cho chúng ta. Còn nếu mà chúng ta chỉ bị đau đầu như chị chóng mặt như chị Huyền thôi á, thì chúng ta dùng thì nó còn càng khỏe nha. Có nghĩa là nó bị cả bốn vấn đề thì cũng được, mà bị ít hơn một hai vấn đề thì vẫn ok luôn. Cho nên mà chúng ta mà bị đau đầu mất ngủ đau vai gáy tê bì chân tay thì chúng ta để lại số điện thoại dưới cái đoạn video clip này, thì Huy cùng các bạn trợ lý của Huy sẽ liên hệ lại để mà tư vấn thêm cho anh chị ha. À, nếu mà chúng ta hiểu rồi thì chúng ta đặt hàng luôn, còn nếu mà chưa hiểu thì được tư vấn thêm nha mọi người. À, bye bye mọi người nha. À, cảm ơn chị Huyền nha. À cháu quỷ nha. Dạ vâng.